Yes sir, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Skull Ready Remarkets. Khi mà chúng ta đã phá đảo được bằng chiếc ô tô của bà ngoại thì bây giờ chúng ta nên phá đảo bằng chiếc cửa chính đi, đúng không nào? Quá dễ. Lần trước mình chơi cái mức độ easy và các bạn có thể thấy cái độ mình chơi nó rất là mượt, như trong gối xương xiu, không chết văn nào. Và bây giờ mình nghĩ là mình nâng cái độ khó mình lên cái mức độ được gọi là medium. Chứ ở cái mức độ kia nó quá dễ đi, không thấy có gì khó khăn cả. Mình bảo thật đấy. Cho nên là lần này mình sẽ chơi ở mức độ medium. Các bạn đang xem về Granny Remarkets mức độ medium. Nếu như mà yêu quý mình thì hãy like cho cái video này, đăng ký đi nếu như các bạn chưa đăng ký, bật luôn nút chuông báo để không bỏ qua bất kỳ clip nào. Start game chiến. Lần trước thì chúng ta đã coi sơ qua được cái này rồi đúng không? Chúng ta nên hít mẹ qua đi cho nó nhăn. Skip. Nay tôi chơi Super Run cho các ông xem. Tốc độ ăn sáng này tăng hết level 3. Hút mẹ vào cái lòng. Sao không sao. Một chiếc đồng xu. Đồng xu chắc là đéo có tác dụng gì trong cuộc đời này đâu. Ở đây có cái bẫy nó sập ra đúng không? Lừa tao một lần rồi. Mày để biết yêu thương đứa cháu này. Ô còn cái tủ này mình quên chưa mở. Mình không biết bà ngoại đang ở đâu. Ô, ngoại đang đây à? Bước ảnh thôi. Bà lấy mẹ rồi. À ra là rửa. Bà ngoại có thể lấy được đồ. Thế đồ bà ngoại lấy thì sẽ đi đâu? Ngoại đang cầm trên tay kìa. Bà ngoại sẽ đưa đâu ta? Bà đi giấu á? À tù. Đau cái đầu thì cái. Ô cái nút bấm bíp bíp. Lốp xe. Cái kìm cắt dây điện. Đi cắt dây điện ở đâu nữa? Còn một cái dây điện nữa mà đúng không? Ở tập trước mình nhớ là mình từng cắt hai cái dây điện lận. Cái dây điện còn lại nó nằm ở đâu nhỉ? Không có gì kìa. Ôi trời ơi! Mẹ hết cả hồn! Thở thật đấy! Tôi bảo thật là pha vừa rồi mẹ tí nữa tôi đái mẹ ra quần. Bà ơi! Đừng lấy cái kìm của cháu. Cháu còn chưa cắt điện xong. Bà không lấy thật. Bà rất là tốt bụng với đứa cháu này. Nè! Đây rồi. Vật phẩm nó bị thay đổi vị trí rồi. Đây, chúng ta phải đi kiếm lại từ đầu. Rung chuông vàng. Mong rằng là bà đi đường bên kia. Humber cái búa. Cái búa để cậy cái cổ này rồi. Cái xẻng. Ôi dồi ôi. Đéo bắt à? Bên kia là bà bắt rồi đấy. Bạn bên kia nếu như mà bà thấy được mình như vậy rồi là bắt được chắc chắn. Bạn này đi không? Bị khóa đoạn này rồi. À đập 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 cái lỗ này đúng không? Ờ đúng không? Bà cầm mẹ cái xẻng của tôi rồi các ông. Bà ơi trả xẻng cho cháu. À chìa khóa. Chìa khóa màu xanh lá cây. Bà đang cầm cái xẻng trên tay kìa. Thì phải làm như thế nào? Chìa khóa này dùng để mở cửa chính thôi đúng không? Thì ô tô nó không cần chìa khóa. Ok. Locked on the other side. Nó bị khóa trái à? Khóa trái phía bên kia thì phải. Giờ đéo biết cái xẻng đâu luôn rồi. Nhốt mẹ tôi rồi. Gì đây? À, sợ quá. Ơ kìa. Ê, kìa cái tình đó mấy. Không sao, bình tĩnh. Hiểu. Thực ra mình vẫn chạy nhanh hơn con ma nhưng mà mình không cần phải cuống á. Mình cứ bị cuống quá. Chọt vào cái này đúng không? Dễ. I get to flash. À, lấy cái đèn hay sao? À đúng rồi.
nó mở ra cái hầm lúc này của mình. Ok, mình hiểu. Ơ, cái xẻng. Bà đưa đây, ra đây cho mình luôn mà. Ngon. Cắn xăng, vô tác dụng. Mình đang bị thiếu cái Toluvit đúng không? Thiếu cái anten rồi để gắn vào TV kìa. Ô, anten này. Gắn vào. Sao nữa? À, 5737 hình như là mã số của cái TV thì phải. 5737. Ok, nhớ. Cái mã số để bấm lên cái cửa, mình có thấy cái nút bấm gì đó. 5737 là cái code để bấm lên cái cửa đó. À, thế là đủ rồi đúng không? Ta phá đảo rồi đúng không? À, còn cái Toluvit mình chưa kiếm được này. Nhưng mà chắc là không cần đâu. Giống như cái xẻng mở ra căn xăng. Ôi, sàn nhà ọt ẹt. Hiểu rồi. Mình vừa bị sàn nhà ọt ẹt bà nghe rồi. Ok. Thiếu cái master cây. Ui. Cái đéo gì đây? Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Mẹ ơi, cứu con. Mẹ anh giật con. Mẹ ơi. Tôi làm được. Ui, mẹ lại rượt rồi. Chung là giờ hình như chỉ thiếu một cái master key là cái món cuối cùng để mở được cái cửa nó ra là phá đảo. Cái giếng này còn thiếu cái tay quay này, thiếu cái Toluvit để đút vào kia này. À, còn thiếu chìa khóa đút két sắt này nhỉ. Thiếu nhiều vết cứt luôn ấy. Nhưng mà mình đoán là cái chìa khóa kia nó nằm ở trong cái hộp Toluvit, khả năng rất cao luôn. Hoặc là trong quả dưa hấu. Dưa hấu có chìa khóa két sắt. Két sắt có cái tay quay. Tay quay giếng lấy lên được cái gì? Toluvit à? Ôi, cái đệt mỡ cuộc đời. Nên mà phải chuột nhăn ấy. Mà không uổng công bao nhiêu năm nay chơi game. Thế nó nằm ở đâu được nhở? Nữa. Thề. Bà thấy mẹ tôi rồi. Bà đặt chát ác quá. À, quả dưa hấu. Quên mất là trong phòng bếp mình vẫn chưa lút. Quên. Này sẽ được chìa khóa két sắt này. Đúng mẹ rồi. Xong két sắt sẽ mở ra cái tay quay giếng này. Xong cái tay quay giếng sẽ cho mình cái Toluvit này. Đúng không? Mẹ tôi làm game này mà các ông. Tôi làm game này mà. Mẹ như một quyển sách giáo khoa. Xong cái tay quay giếng là lên được cái Toluvit. Xong cái Toluvit này đưa lên trên cái phòng trên kia quay. Nó sẽ ra cái chìa khóa để mở cái cửa chính. Tôi làm game này. Tôi chết hai quả chẳng qua là để tạo kịch tính như các bạn thôi. Bây giờ mà tôi giống như hồi trước thì nó lại bị dễ quá đúng không? Giống như cái mức độ chơi easy thì nó lại dễ đơn giản quá. Toluvit hay không? Xong cái Toluvit này đưa lên trên cái lầu 2 lại vặn ra được cái chìa khóa là phá đảo. Trời ơi, tôi làm game này. Mấy ông tin sãi cổ. Chìa khóa này. Thấy không? Tôi làm game này. Đẳng cấp không? Tôi làm game này. Game này game hài mà các bạn. Có cái đeo ở đâu? Đào. Cửa chín. Chế độ medium. Yes sir. Cháu xin chào bà ngoại. Bà gõ cháu hai lần cháu nhớ bà. Ok chưa? Đi đây. Nhìn mặt bà thật buồn. Ơi, bà dối, bà đéo nhìn mặt cháu nữa. À đây, bà đây rồi. Bà ơi, cháu đi nhá. Rồi. Ôi, bà đi được vào đây à? Vãi cả đái thật. Dê. Game dê. Đéo có gì khó cả. Các bạn phải hiểu, tôi làm game này nằm trong sự quẩy mở được cái chế độ siêu khó này các bạn. Đến đâu? Đến đâu? Chỉ với hai lần chơi phá đảo hai lần với cửa chính cùng với xe ô tô. Thế cái chế độ 2 với cái extra me này mình nghĩ là sau này
game nó update thêm đi rồi mình sẽ chơi. Nhưng bây giờ chơi thì nó bị dễ quá, anh em hiểu không? Nói thật ra thì mẹ đéo chơi được. Mày đi rồi. Chỉ là hơi đau đầu thôi. Ok. Thôi chắc là video clip của mình hôm nay đây thôi. Các bạn đang xem nhớ like cho cái video này. Đăng ký đi nếu như các bạn chưa đăng ký. Bật nút chuông thông báo để không bỏ qua bất kỳ video clip nào. Bye. Bye.